Những kẻ bán nước cờ Vinh trong lịch sử Việt Nam. Dân tộc ta đã trải qua vô số cuộc chiến tranh chống quân xâm lược bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thì tô đậm nét tinh thần bất khuất, dũng cảm, hy sinh tất cả để bảo vệ cho giang sơn lãnh thổ. Những tấm gương như là Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Lê Lai hay Hoàng Hoa Thám là minh chứng cho điều đó. Tuy nhiên là trong những giai đoạn cam go của lịch sử, vẫn có những kẻ bán nước cờ Vinh, phản vua giết chúa, làm tay sai cho giặc, để lại tiếng xấu muôn đời. Và tất cả thì đều có một điểm chung là kết cục bi đát, chết thảm hoặc lưu vong rồi ra đi nơi xứ người với nỗi nhớ quê hương. Hãy cùng Tagawai điểm qua một số nhân vật lịch sử nổi tiếng. Tiếng xấu thì còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay, đến nỗi hậu thế đầy hổ thẹn khi nhắc tới. Đầu tiên thì đó chính là Mị Châu, trái tim lầm chỗ đặt trên đầu. Là một nhân vật rất nổi tiếng trong lịch sử của Việt Nam ta, Mị Châu là con gái của vua An Dương Vương Thục Phán, người khai sinh ra nước Âu Lạc trong lịch sử nước ta. Câu chuyện truyền thuyết về Mị Châu gắn liền với sự tích trải lông ngỗng dẫn đường cho Trọng Thủy. Một điển tích mà qua đó, Mị Châu đã để lộ thông tin quân sự cho phu quân là Trọng Thủy, dẫn đến thất bại toàn diện của Âu Lạc trước quân xâm lược Triệu Đà. Mị Châu được xem là một hình tượng nhân vật nữ, làm hủy hoại cơ nghiệp lớn và để lại hậu quả nghiêm trọng. Và cái chết của Mị Châu dưới lưỡi gươm của vua cha tuy thật đau lòng, nhưng việc nàng làm khiến cho đất nước rơi vào ngàn năm Bắc thuộc tăm tối cũng khó mà tha thứ. Như thần Kim Quy đã chỉ tội, giặc ở sau lưng vua đấy. Thế mới hay, không gì nguy hại bằng giặc trong nhà, giặc sau lưng. Một công chúa liệu yếu đào tơ như Mị Châu lại để trái tim lầm chỗ đặt trên đầu, và rồi làm lay chuyển cả Loa Thành, có chết ngàn lần vẫn không rửa sạch tội. 2. Đỗ Thích, tên ảo mộng chiêm bao. Đỗ Thích thì là một hoạn quan, giữ chức tri hậu nội nhân. Nhờ có công cõng vua Đinh Tiên Hoàng trốn chạy khi bị Nam Tấn Vương truy đuổi, hắn mới được lòng vua, theo về triều và ngày càng củng cố địa vị. Theo chính sử thì vua Đinh Tiên Hoàng phế Trường Lập Thứ, chọn con út là Hạng Lang làm thái tử để kế vị. Việc này làm con trưởng là Đinh Liễn oán giận. Đến đầu năm 979, Đinh Liễn sai người giết Hạng Lang để tranh quyền đoạt vị. Tuy nhiên là vua Đinh không trừng phạt tội ác của Đinh Liễn mà vẫn chấp nhận Đinh Liễn lên làm thái tử, từ đó gây nên rối ren trong triều chính. Còn về phần Đỗ Thích, một hôm y nằm mơ thấy ngôi sao băng rơi vào trong miệng, có kẻ giải mộng đó là điềm báo hắn sẽ trở thành vua. Quá đỗi vui mừng và tin vào giấc mộng huyễn hoặc, Đỗ Thích mưu toan giết vua và thái tử để đoạt ngôi. Trong một buổi yến tiệc ở cung đình, Đỗ Thích đã thực hiện âm mưu của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào món canh thẩm bổ, dã rượu Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Nhà vua và thái tử ngấm về chất kịch độc đã băng hà ngay sau đó. Không được làm vua như giấc mộng chiêm bao, Đỗ Thích bị Đinh Quốc Công Nguyễn Bạc bắt và đem chém rồi đập tan xương và cắt thịt chia nhân dân bắt họ phải ăn. Cũng có một số tài liệu chép rằng sau khi bị bắt, Đỗ Thích bị nghiền nát xác và quăng cho thú dữ. 3. Trần Di Ái. Nhà Trần đã sản sinh ra một thế hệ anh hùng với hào khí Đông A bằng việc 3 lần đánh bại đội quân của đế chế mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Tuy nhiên là trong những giai đoạn khó khăn của cuộc kháng chiến, không thiếu những kẻ bán nước, phản vua, nối giáo cho giặc, mà Trần Di Ái thì là ví dụ điển hình. Với dã tâm xâm lược Đại Việt, vào năm 1281, Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Nhân Tông sang chầu nhà Nguyên. Đây là một lý do hết sức vô lý, và đương nhiên, vì thể diện quốc gia, vì tự tôn của dân tộc, vua Trần không thể nào chiều theo ý muốn của giặc. Tuy nhiên, để giữ hòa hiếu, nhà Trần đã cử Trần Di Ái sang chầu. Lợi dụng chuyện này, Hốt Tất Liệt mới phong Trần Di Ái làm A Nam Quốc Vương, với lời nhắn nhủ với Trần Nhân Tông rằng: "Người cáo bệnh không vào chầu, nay cho người được nghỉ để thuốc thang điều dưỡng. Ta lập chú người là Di Ái, thay người làm quốc vương An Nam, cai quản dân chúng." Trần Di Ái tỏ rõ sự vui mừng, hy vọng dựa vào sức mạnh của quân Nguyên thì mình sẽ được làm vua, còn nếu mà không được thì sẽ viện lý do bị ép. Do vậy, hoàng đế nhà Nguyên Hốt Tất Liệt đưa 1.000 quân cùng Trần Di Ái trở về nước. Nhưng mà khi Di Ái đến Hải Nam Quan, vua Trần Nhân Tông sai tướng đón đánh đội quân này. Quân Nguyên bị đánh cho tàn tác. Trần Di Ái lúc này không có quân Nguyên hỗ trợ thì như rắn bị mất đầu, bị quan quân nhà Trần bắt về. Vua Trần khi ấy thương tình cốt nhục mà tha tội, song vẫn bắt làm lính hầu trong phủ Thiên Trường, cả đời không dám ngẩng đầu nhìn ai vì quá hổ thẹn. 4. Trần Kiện. Nếu mà Trần Di Ái mưu toan dựa vào nhà Nguyên để lật vua, thì Trần Kiện lại là kẻ trực tiếp dâng giang sơn cho quân giặc.
là một kẻ bán nước vì hành động đầu hàng và thông đồng với quân Nguyên. Trần Kiện là con của Tĩnh Quốc Vương Trần Quốc Khang, cháu nội của vua Trần Thái Tông, được phong tước là Trương Hiến Thượng Hầu. Tương truyền ông có tướng mạo khôi ngô, đọc thuộc binh thư, giỏi bắn cung cưỡi ngựa. Do đó thì ông được triều đình tin tưởng cho thay cha lĩnh chức Tĩnh Hải Quân Tiết Độ Sứ. Vào năm 1284, Trần Kiện được cử cầm quân chặn giặc Mông Nguyên ở Thanh Hóa. Trước thế giặc mạnh, Trần Kiện lộ ra là kẻ hèn nhát. Hắn cùng bọn tay chân ở Lê Trác đem cả chục nghìn quân đầu hàng giặc, làm cho mặt trận phía Nam có nguy cơ bị vỡ. Trước tình thế nguy cấp, vua Trần phải cử tướng Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật đem quân vào ứng cứu. Trần Kiện chạy theo tọa đồ về gặp Thoát Hoàn, nhưng mà khi đến Ải Chi Lăng bị quân ta chặn đánh, Trần Kiện bị bắn chết tại trận. Lê Trác ôm xác chủ chạy, nhân đêm tối lại lẻn về Khâu Ôn và chôn Trần Kiện ở đấy. Một cái kết thảm thương cho kẻ đê hèn. Trần Văn Lộng. Theo A Nam Chí Lược của Lê Tắc, Trần Văn Lộng là con của Nhân Thành và là cháu nội của Thái sư Trần Thủ Độ, được nhà Trần phong tước là Trương Hoài Thượng Hầu, hưởng rất nhiều bổng lộc. Ông này là người có tính tình khiêm nhường ôn hòa, được vua Trần tin dùng, phong làm đại tướng cầm quân trấn thủ vùng sông Tam Đái. Vào năm Giáp Thân 1284, mùa đông, đại binh của Trấn Nam Vương Thoát Hoàn tràn vào Đại Việt và công phá ác liệt. Đến năm sau, Trần Văn Lộng đem ra quyến nội phụ đầu hàng nhà Nguyên. Lúc này Trần Văn Lộng được ban cho tiền, lụa, cung tên, yên ngựa và theo quân Nguyên tấn công Đại Việt ta và lập được nhiều chiến công cho nhà Nguyên. Sau này khi nhà Nguyên thất bại trong việc xâm chiếm Đại Việt, ông ta và những người đầu hàng quân Nguyên đã phải sống lưu vong tại Trung Quốc. Đến năm 1289, vua Trần ra sắc lệnh bắt ông và nhiều người trong dòng tộc Trần phải đổi sang họ Mai. Vào tháng 2 năm 1313, Trần Văn Lộng mất nơi đất khách với nỗi nhớ quê hương nhưng mà không được trở về. Thi hài của ông này được chôn ở Hồ Mã Gia, đất Hán Dương, Trung Quốc và vẫn được con cháu phụng thờ. 6. Trần Ích Tắc, một nước cờ sai, vết nhơ muôn đời. Trong số những kẻ bán nước bị nguyền rủa vào thời Trần, Trần Ích Tắc có lẽ là trường hợp đáng tiếc nhất. Được biết Trần Ích Tắc là hoàng tử thứ 5, là con của Trần Thái Tông, em cùng cha khác mẹ với Trần Thánh Tông và Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải. Là hoàng thân của nhà Trần, Trần Ích Tắc có tài văn chương thao lược nức tiếng đương thời, xanh sỏi nhưng mà lại là người có tham vọng lớn. Tự cho tài nghệ của mình chẳng kém cạnh ai, ông bất phục khi ngôi vua được truyền cho hoàng huynh là Trần Hoảng, tức Trần Thánh Tông. Và rồi Trần Ích Tắc đã biến mình thành kẻ bán nước, thành tội đồ trong lịch sử, suốt đời không còn đường quay lại quê hương. Khi mà nhà Nguyên xâm lược đến Đại Việt năm 1285, Trần Ích Tắc bán rẻ đất nước và dòng tộc để đi theo giặc, được đưa về Trung Quốc và Hốt Tất Liệt phong làm An Nam Quốc Vương, chờ ngày đưa trở về nước. Sau khi quân Nguyên Mông đại bại, Trần Ích Tắc ở lại Ngạc Châu, nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, giữ chức quan là Hồ Quảng Bình Chương Chính Sự và mất ở Trung Quốc vào mùa hè năm Thiên Lịch thứ 2, đời Nguyên Văn Tông, hưởng thọ 76 tuổi. Vì sự phản bội này nên sau đó nhà Trần đã loại Trần Ích Tắc ra khỏi tông thất, nhưng là chỗ tình thân cốt nhục, chỉ đổi tên gọi là Ả Trần, tức là kẻ hèn như đàn bà và vĩnh viễn không còn liên hệ huyết thống với con cháu đời sau. 7. Lê Triều Thống, cõng rắn cắn gà nhà. Có tên thật là Lê Duy Khiêm, khi lên ngôi lại đổi tên là Lê Duy Kỳ, là vị hoàng đế cuối cùng của nhà Lê Trung Hưng, với khẩu hiệu là Phù Lê Diệt Trịnh. Sau khi lật đổ họ Trịnh, anh em Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê vào năm 1786, rồi rút quân về Nam. Tuy vậy nhưng Triều Thống không đủ uy tín và tài năng để cai quản đất nước, nên Bắc Hà mới rơi vào loạn lạc. Bởi vậy mà phải dựa vào thế lực này đến thế lực khác. Nhất là cái việc Lê Triều Thống bỏ chạy sang Quảng Tây, Trung Quốc và cầu cứu nhà Thành. Nhân cơ hội ấy, quân Thanh kéo sang. Ngay khi vào đến Thăng Long, chúng đã chẳng coi Lê Triều Thống ra gì. Tuy được phong vương, nhưng mà giấy tờ đưa đi các nơi đều dùng niên hiệu Càn Long. Người dân lúc đó thầm oán trách. Nước ta từ khi có đế có vương Tây này chưa bao giờ thấy được một ông vua luồn cúi đê hèn đến như thế. Lúc này hoàng đế Quang Trung với chiến lược thần tốc táo bạo đã đánh bại 29 vạn quân Thành. Lê Triều Thống cùng gia quyến và các bề tôi trung thành lại chạy theo sang Trung Quốc, hy vọng cầu viện nhà Thanh một lần nữa. Lê Triều Thống vẫn không nguôi giấc mộng phục quốc. Nhưng mà nhà Thanh, phần thì sợ Quang Trung, phần vì vua đã già, ngán ngẩm việc chinh chiến, chỉ hứa hão với Triều Thống mà không cho quân. Trên xương người, ông ta bị vua Cà Long bạc đãi, coi thường, phong cho chức quan bé, thuộc hàng tam phẩm. Tháng 5 năm Nhâm Tý, tức là năm Càn Long thứ 57, con trai chết,
Lê Triều Thống thất vọng và chán nản, lâm bệnh và qua đời vào năm 1793, ôm theo giấc mộng phục quốc xuống mồ tại Yên Kinh. Vào năm 1802, sau khi Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế, mở đầu thời kỳ nhà Nguyễn, nhân đó các bầy tôi cũ nhà hậu Lê với dâng biểu xin trở về nước nhà. Vào năm 1804, vua Gia Khánh nhà Thanh cho phép đưa linh cữu vua Lê, Thái Hậu và con trai Lê Triều Thống về nước. Tại Thái Miếu nhà hậu Lê, bàn thờ và bài vị của vua Lê Triều Thống nằm khép nép trong một góc khuất. Âu cũng là cái kết của một trong những vị vua đớn hèn và thất bại nhất trong lịch sử Việt Nam. 8. Nguyễn Văn Hoàn, phản quốc hại dân. Nguyễn Văn Hoàn là cựu ủy viên Bộ Chính trị cho đến năm 1976. Ông này thường phát biểu tại Bắc Kinh, cáo buộc Hà Nội đối xử người Hoa còn tệ hơn Hitler đối xử với người Do Thái. Vào năm 1979, khi mà xung đột Việt-Campuchia và Việt-Trung lan rộng thành chiến tranh, sang tháng 7, ông Hoàn quyết định đào tẩu. Lấy cớ ra nước ngoài chữa bệnh, ông ta xuống máy bay ở Pakistan và sang Trung Quốc. Họp báo ủng hộ cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam vào năm 1979, hay còn được gọi là chiến tranh biên giới. Trong tình hình ấy thì vào năm 1980, ban lãnh đạo Cộng sản đã kết án tử hình vắng mặt với Văn Hoàn và muốn xóa tên ông ra khỏi ký ức công chúng. Đến cuối đời, ông cũng đã hết hạn sử dụng đối với chính nước chủ nhà Trung Quốc. Vì lúc đó cả Hà Nội và Bắc Kinh đều muốn làm hòa, chứ không muốn tranh cãi quanh những sự kiện của quá khứ. Vào năm 1991, Nguyễn Văn Hoàn chết tại Bắc Kinh. Lễ tang của ông được coi như một lễ tang cấp cao của Đảng và nhà nước Trung Quốc. Sau này hài cốt được con trai chuyển về Việt Nam, nhưng mãi mãi ông ấy sẽ mang trong mình một tội danh mà trời không dung, đất không tha. Đó chính là tội phản quốc. Và nếu mọi câu chuyện thú vị, mọi bí ẩn sâu kín trong lịch sử luôn thu hút bạn, kính mời các bạn cùng đón xem tiếp video. Kẻ nào đã sát hại cụ rùa Hồ Gươm đang hiện ra màn hình bên cạnh đây. Nhấn vào và xem ngay lập tức nhé bạn ơi.